Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với Bonsai Việt Nam ở triển lãm nông nghiệp Việt Nam. Đây là khu vực trưng bày các tác phẩm bonsai nhỏ và bonsai mini. Ở đây có một cây tùng La Hán rất là đẹp này. Một cụm rừng trên thân. Một cây xanh. Hôm trước thì mình đã giới thiệu với các bạn phần 1 rồi, hôm nay mời các bạn cùng xem tiếp phần 2. Đây là một cây dưới. Nó được uốn theo giống như một cây cầu vậy. Hôm nay trời hơi nắng nên là hơi chói. Một cây si. Và đây là một cây mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy lá lớn. Khá là đẹp. Cùng xem bộ tán của nó này. Triển lãm này thì sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 12. Triển lãm được khai mạc từ hôm 12 cơ và sẽ kết thúc vào ngày 18. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy. Cây này với cây kia là một cặp này. Năm nay ở miền Bắc thì khá là im ắng, không nhiều những cái triển lãm như năm ngoái. Một cây hoa giấy. Năm nay thì có khá nhiều triển lãm lớn đã không được tổ chức theo như kế hoạch. Ví dụ như là cái triển lãm hoa phượng đỏ chẳng hạn này. Rồi một số những cái triển lãm bonsai thường niên hàng năm tôi vẫn đi nhưng mà năm nay không thấy tổ chức. Hy vọng là cuối năm hoặc là đầu xuân thì sẽ có nhiều những cái triển lãm ở khu vực miền Bắc này được tổ chức. Bắc Ninh có lẽ được tổ chức nhiều nhất. Ở đây vì ở đấy nó có cái trung tâm văn hóa Kinh Bắc ấy. Thì nó khá là rộng rãi, rất là phù hợp để cho các cái triển lãm cây cảnh. Và phong trào chơi cây ở đây có vẻ nó mạnh mẽ hơn. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy bị vặt trụi hết lá rồi. Bộ tàn rất là già. Một cây mai chiếu thủy khác. Nó khá là nhỏ. Cái này cao tầm 30 cm thôi. Rất là công phu.
phải nói cực đẹp. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy này phải nói là khá ấn tượng. Nhưng mà mùa này thì nó chưa có hoa. Lại nhìn từ trên xuống này, bộ rằm rất là tỉ mỉ, rất là kỳ công. Một tác phẩm tiểu cảnh từ cây si. Một cây xanh cũng khá là già. Cái linh sam này cũng rất là đẹp. Các bạn xem bộ lũa của nó này. Thêm một cây mai chiếu thủy, cây bên cạnh cũng thế. Nói chung những triển lãm kết hợp với hội chợ như này thì sẽ thu hút được nhiều khách tham quan hơn ở mọi tầng lớp rồi mọi giới tính. Nhưng còn nhiều, tôi thấy nhiều những cái triển lãm sinh vật cảnh lớn nhưng mà cái thông tin tiếp cận với này người dân thì là rất là hạn chế.
nên là phần lớn là đây là một cây trà Phúc Kiến này. Một cây mẫu đơn vàng, trang vàng. Lại một tác phẩm khá là quái của nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ. Có cái đường thần rất là quái. Rất là nhiều những cái tác phẩm của ông trong bộ sưu tập thì nó rất là đặc biệt. Một cây tùng. Mấy cái tùng này có vẻ là cùng của một nghệ nhân.